Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân quận 1 đã gửi Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị liên quan đề xuất danh mục các tuyến đường sử dụng tạm thời một phần vỉa hè ngoài mục đích giao thông. Qua rà soát, quận xác định có 52 tuyến đường trên địa bàn đủ điều kiện tổ chức các điểm kinh doanh dịch vụ, mua bán hàng hóa có thu phí khi sử dụng vỉa hè. Những tuyến đường đủ điều kiện đều đảm bảo phần vỉa hè còn lại dành cho người đi bộ, rộng tối thiểu 1,5m, thông suốt liên tục. Hiện quận 1 đã số hóa bản đồ vỉa hè trên địa bàn, dự kiến trong tháng 4, quận sẽ thí điểm để người dân đăng ký sử dụng và thu phí vỉa hè trên phần mềm. Là giải pháp hữu hiệu, khoa học để đảm bảo trật tự đô thị và tạo điều kiện cho người dân mưu sinh, góp phần phát triển kinh tế. Việc cho người dân đăng ký sử dụng tạm thời một phần vỉa hè tại các tuyến đường đủ điều kiện theo quyết định số 32 của Ủy ban Nhân dân thành phố về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường vỉa hè đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo người dân. Ủng hộ cái chủ trương của quận và thành phố, nó sẽ giúp cho mình cảm thấy là an toàn và an ninh, đặc biệt là mỹ quan của thành phố ở khu vực quận nhất này. Những cái phần vỉa hè này nếu mà tính ra, nếu mà không có thu phí để sử dụng như vậy thì nó cũng rất là phí phạm, và doanh nghiệp thì người ta cũng không có chính sách, không có biết hướng dẫn sử dụng như thế nào hết trơn, thì người ta cứ phải để tràn ra thôi. Chứ còn nếu mà thành phố đã thực sự mà thu phí thì bên doanh nghiệp cực kỳ là hỗ trợ, tại vì mỹ quan thành phố lúc nào cũng đẹp hơn. Quận 1 đã hoàn thành danh mục các tuyến vỉa hè, lòng đường, xây dựng 3 danh mục cụ thể, gồm các tuyến hè phố có thể sử dụng tạm thời một phần diện tích để người dân để xe máy tự quản, tuyến hè phố sử dụng tạm thời một phần diện tích để người dân đăng ký kinh doanh, và các tuyến hè phố có thể sử dụng một phần diện tích để tổ chức các vị trí giữ xe máy có thu phí. Việc kẻ vạch vỉa hè để người dân đậu xe máy tự quản đã hoàn thành trong tháng 3. Hiện tại thì các phường trên địa bàn quận đã đề xuất 11 tuyến đường có vỉa hè đủ điều kiện. Trong đó thì tuyến Trần Hưng Đạo với chiều dài trải dài qua 6 phường là một trong những tuyến chính được lựa chọn để thí điểm lần này. Và để phục vụ cho việc quản lý thì Ủy ban Nhân dân quận 1 cũng đang xây dựng phần mềm bản đồ số để có thể thực hiện quản lý một cách hiệu quả và chặt chẽ hơn. Phường cũng đã phối hợp với phòng quản lý đô thị tổ chức kẻ vạch sơn trên 8 tuyến đường để sắp xếp cái xe cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp và tự quản không thu phí, mà đảm bảo cái vừa là cái vỉa hè cho người đi bộ. Sau khi mà thực hiện thí điểm tuyến Trần Hưng Đạo thì sẽ nghiên cứu và đề xuất các tuyến còn lại nếu đủ điều kiện theo cái hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải. Triển khai cái việc tra cứu chức năng hè phố quận 1 bằng cách quét mã QR code dự kiến sẽ được triển khai thực hiện. Thì khi thực hiện thì đối với người dân thì họ sẽ có thể tra cứu xem các cái bản đồ số vỉa hè, tra cứu danh mục các tuyến đường có thể phù hợp để hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán hoặc là để xe miễn phí, rồi đủ điều kiện các cái vị trí mà đủ điều kiện để giữ xe có thu phí. Còn đối với nhà nước thì thông qua các phần mềm này thì chúng ta cũng sẽ quản lý được các tuyến đường hè phố một cách có hiệu quả, nhanh chóng để phê duyệt. Thời gian tới, chủ trương của Thành phố Hồ Chí Minh là không làm thủ công mà sẽ có phần mềm dùng chung để quản lý việc thu phí vỉa hè, lòng đường. Việc xây dựng phần mềm được Sở Giao thông Vận tải thành phố phụ trách và báo cáo lại tiến độ cho Ủy ban Nhân dân thành phố trong tháng 4. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu các quận huyện, thành phố Thủ Đức sớm triển khai theo quyết định của thành phố và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố. Từng khu vực, tuyến đường phải có kế hoạch chi tiết để theo dõi.